làm gì mà hét to thế? Cô ta dám ngang nhiên ngoại tình trên giường của mình. Giờ mà cô ta biết mắt mình sáng ra thì lộ. Không được, phải giả ngủ tiếp. Xem cô ta định giở trò gì. Anh đang tìm cái gậy thì có con gì đấy nó vô tình nó bay vào mắt của anh. Anh đau quá cho nên anh mới gọi cho em. Anh cứ như trẻ con ý, mình là người lớn rồi, có mấy cái con côn trùng thôi mà cứ phải làm lớn chuyện lên. Thì em biết từ lúc tai nạn xong là mắt mũi anh không nhìn thấy gì, cho nên con nào bay vào mắt của anh đều sợ hết. Và thứ tôi sợ nhất chính là lòng. Không ngờ cô ngang nhiên dẫn bồ về nhà ngoại tình ngay trước mặt của tôi. Nếu mắt tôi không sáng lại một cách thần kỳ thì tôi sẽ mãi bị cô lừa rồi, ngay trước mặt không hề hay biết. Em về rồi đấy, anh nhớ em quá. Vợ này, hình như anh nghe thấy có tiếng đàn ông ở trong nhà mình thì phải. À, người ta giao nước ấy mà anh. Thôi được rồi, anh cứ để nước ở đấy, anh đi về được rồi đấy. Anh ngồi xuống đây. Chồng này, dạo gần đây em thấy anh suốt ngày phải đi lại lại lên công ty ấy, vất vả cho anh quá. Hay là anh cứ ký vào cái giấy ủy quyền hết mọi hoạt động của công ty cho em, rồi anh ở nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe. Anh không sao, anh cũng không mệt mỏi gì. Để cho em gánh vác toàn bộ công việc như vậy gánh nặng cho em lắm. Em có thấy gánh nặng gì đâu. Em chỉ là muốn anh không vất vả thôi. Với cả nếu mà anh không lên công ty thì em cũng có thể mang giấy tờ sổ sách về nhà đọc cho anh nghe mà. Nói chung ý là em cũng chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi. Anh biết rồi, cứ để một thời gian nữa để anh tính. Dạo này công ty cũng nhiều việc, ở nhà một mình mãi thì cũng chán. Anh nghỉ lại một chút thì cũng không sao. Mà anh này, thời gian này em thuê thêm cho anh một cô trợ lý. Cô ấy sẽ giúp em việc đi đi lại lại, chăm sóc cho anh những lúc mà em không có ở bên anh, hoặc là những lúc em lên công ty có việc. Được rồi. Hình như cô ấy đến rồi đấy. Để ra mở cửa nhá. Lại còn thuê trợ lý riêng để giám sát này. Tranh thủ thời gian đi hú ý với trai này. Đúng mức cáo rồi. Cô Linh, cô có thể nào đọc lại bản hợp đồng cho tôi nghe được không? Chưa, thực sự tôi không nhớ các điều khoản ở trong bản hợp đồng. Anh Phiêu ơi. Anh Phiêu. Cô làm tốt lắm. Chồng yêu à, anh ngủ ngon nhá. Mọi chuyện để em lo. Alo, anh yêu à, kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi. Anh ta ngủ ngon lắm. Bây giờ chỉ cần chờ giấy chuyển nhượng điều hành thì công ty sẽ thuộc về chúng ta. Từ lúc đó chúng ta có thể đường đường chính chính được ở bên nhau. Có vẻ như cô ăn mừng hơi sớm rồi thì phải. Thì là em thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi anh dậy mà.
Lâu lắm rồi anh mới lại được ngắm kỹ khuôn mặt của vợ mình. Đúng là khác nhiều thật. Người nhiều mặt có khác, tâm sinh tướng. Anh nhìn thấy em á? Đúng vậy. Bằng một phép thần kỳ nào đấy, mắt của anh đã sáng lại rồi. Để anh nhìn kỹ khuôn mặt của em, cả bản chất xấu xa của em nữa. Anh, mắt anh sáng từ khi nào? Từ cái ngày em ngoại tình với cả nhân tình trên chính chiếc giường của chúng ta. Mày, rõ ràng tao bỏ mày cho thuốc vào để tao uống cơ mà, sao bây giờ còn như này hả? Vì ngay từ đầu tôi đã luôn muốn bảo vệ anh Phiêu, chưa bao giờ đứng về phe chị cả. Cô ta đi rồi, anh không cần phải giả mù nữa đâu. Tôi biết mắt anh nhìn lại được rồi mà, bởi vì chính tôi là người đã xịt thứ thuốc đó vào mắt anh. Là cô đã giúp mắt tôi sáng lại. Sao cô làm được điều đấy? Cô là? Tôi là ai anh không cần biết. Tôi sẽ không hại anh. Vợ anh đang ngoại tình sao anh cũng nhìn thấy rồi. Giờ tôi cũng không biết sau này cô ta sẽ giở trò gì nữa, nên anh phải thật cẩn thận đấy. Nhưng rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô lại muốn giúp tôi? Sau này anh sẽ biết. Bây giờ anh chỉ cần phối hợp với tôi thôi. Khốn nạn. Hóa ra hai chúng mày lừa tao à? Cô thôi đi, cô nghĩ kỹ đi, xem ai mới là người hại ai trước. Nếu không vì bản chất tham lam thì cô có kết cục như này không? Cút ngay khỏi cuộc đời của tôi. Tôi cảm ơn cô. Vì có cô, tôi mới giải quyết được chuyện này. Bây giờ thì cô có thể cho tôi biết rằng cô là ai được không? Anh có nhận ra chiếc khăn này không? Ô, con gấu đẹp thế này mà lại vứt ra đường nhỉ? Ô, bị hỏng mắt rồi à? Tội nghiệp thật đấy. Được rồi, để tao khâu cho mày một đôi mắt mới nhá. Tắm rửa sạch sẽ rồi, bây giờ để ta khâu mắt nhá. Từ bây giờ mày sẽ là một thành viên mới của gia đình tao, thế nào? Cô chính là con gấu bông mà tôi đã nhận được ở trên đường sao? Cảm ơn lòng nhân hậu và sự chính trực của anh. Giờ tôi đã hoàn thành tâm nguyện, có thể báo đáp anh rồi. Tôi đi đây. Chúc anh luôn bình an và hạnh phúc nhé. Ta chính là tên tội phạm đang bị truy tìm. Alo, anh à, em đến cửa công ty rồi, anh xuống đi nhá. Alo,
Tôi vừa gặp một người trông khá giống đối tượng bắt cóc phụ nữ. Các anh mau đến đây đi, nhanh lên không hắn ta chạy mất đấy. Địa chỉ ở đây là 68 Dương Đình Nghệ nhá. May mà mình nhanh trí che tờ giấy đi, phải đi ngay mới được. Hắn mà quay lại đây thì mình chết chắc. Không ngờ nó giàu đến cỡ này cơ. Là giám đốc luôn. Quả này phải đánh lưới mẻ to. Đừng trách tôi, chỉ tại cô phát hiện ra tôi thôi. Thả tôi ra, tại sao lại bắt tôi? Chuyển tiền cho bọn tôi đi, cô sẽ được. Các người định tống tiền tôi à? Thì cô nghĩ bọn này bắt cô về đây để nuôi báo cô à? Đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, thế mà không có nổi vài tỏi để cứu thân mình à? Đừng hòng tống tiền được tôi. Đừng có ngạo mạn, hiếu thắng như thế. Suy nghĩ kỹ đi. Tao chả có gì ngoài tài sản. Mà này, đặt gì mày ăn đi, em đói lắm rồi. Mấy hôm nay toàn đặt đồ ăn về thôi, tốn tiền lắm. Hay để em nấu cho anh nhá. Tôi xin đấy, em nấu em không đốt được. Bây giờ mình mà phản kháng thì cũng không có cách nào trốn khỏi đây. Chi bằng hợp tác với chúng nó để câu giờ, nghĩ cách tự cứu mình thôi. Thời cơ đến rồi. Khoan đã, tôi biết nấu ăn, nấu ngon làm khác. Để tôi nấu cho. Mày định giở trò gì? Mày nghĩ tao là thằng ngu à? Sao tao biết được? Mày bỏ gì vào đồ ăn? Em thấy thế cũng hợp lý mà. Bây giờ nhá, mình đặt đồ ăn về vừa tốn tiền, lại còn dễ bị lộ danh tính đấy. Hơn nữa trong tủ nhà mình thiếu gì đồ ăn đâu, cứ để cô ta nấu, không dám giở trò gì đâu. Chắc không? Chắc. Em sẽ giám sát nó, anh có việc gì phải lo. Thôi được rồi, vào đi. Cửa trói cho tôi. Trứng gà và sữa đậu đánh kỵ nhau, nấu với nhau sẽ bị đau bụng. Thời cơ của mình đến rồi. Phải đánh lạc hướng để chúng không nghi ngờ gì mới được. Có thể cho tôi ăn cùng với được không? Từ hôm qua đến giờ tôi chưa được ăn gì cả. Không, cô đi ra kia. Bao giờ bọn này ăn xong ý, thì cô được phép ăn. Ăn thừa thôi nhá. Đúng rồi, cứ ăn đi, ăn nhiều vào. Vừa xin hai người cho ăn cùng nhưng mà hai người không cho, đuổi tôi ra đây còn gì nữa. Nó làm cái gì nữa, mua thuốc đi. Để em gọi ship đến chứ không thấy thằng gì toi mất. Để anh ta nhốt nó không bị phát điện mất. Chị nói đấy, còn người em rồi đâu. Cho em vào nhà, em gột lại cái áo. Tí nữa còn đi chạy cho ship khác nữa. Vâng, tôi xin lỗi. Cô vào đi. Anh ơi, thuốc đây anh uống đi ạ. Đừng sợ, tôi sẽ tìm cách cứu cô.
thích lo chuyện ba đồng nhỉ? Nó chết à? Còn mày phun hồn thì cút vào trong. Không, anh không được làm hại anh ấy. Sao cô? Cô làm tốt lắm thương. Lại gặp cậu ở tình huống này. Chị Thương, sao chị lại ở đây? Chị có biết ở quê mẹ chị đang đau khổ tìm chị lắm không? Ngày nào mẹ chị cũng sang khóc với mẹ em đấy. Kia có phải tên bắt cóc phụ nữ đang bị truy tìm giáo giết phải không chị? Sao chị lại ở cùng hắn ta? Không lẽ chị là đồng phạm? Tôi cũng là vì bất đắc dĩ. Do tôi nợ nần quá nhiều mà không có tiền trả nên bị ăn huy hết và bắt phải nhúng tay vào vụ này. Chị bình tĩnh, hiện tại hắn đang bị truy nã, sớm muộn gì cũng bị bắt thôi. Bây giờ chị nghe lời tôi, đi ra khỏi đây ngay. Từ từ đã. Nhưng mà trong nhà vẫn còn có một cô gái đang bị bắt cóc. Bây giờ chị nghe tôi, móc họng nôn vào người tôi đi, nhanh, không còn nhiều thời gian đâu. Rồi. Chị nói hết con người em rồi đâu. Chị cho em vào nhà, em gột lại cái áo. Tí em còn đi chạy cho ship khác nữa. Chị cầm giúp em nhé. Trước đây cô ấy là bạn thân của tôi ở quê, nhưng lâu ngày không gặp. Không ngờ lại gặp cô ấy trong hoàn cảnh này. Cô ấy từng là người tốt đấy. Tôi xin lỗi cô. Tôi thật lòng xin lỗi cô vì đã thông đồng với hắn để bắt cóc và hành hạ cô. Cảm ơn anh người đã giúp tôi kịp thời quay đầu lại. Tôi nhất định sẽ ra đầu thú. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Nếu không nhờ có anh thì tôi cũng không biết thoát khỏi đây một cách nào nữa. À, tôi đã kịp thời báo công an rồi. Họ sẽ đến đây bắt tên Cường đi ngay thôi. Tôi vừa gặp một người trông khá giống đối tượng bắt cóc phụ nữ. Các anh mau đến đây đi, nhanh lên không hắn ta chạy mất đấy. Địa chỉ ở đây là 68 Dương Đình Nghệ nhá. May mà mình nhanh trí che tờ giấy đi, phải đi ngay mới được. Hắn mà quay lại đây thì mình chết chắc. Không ngờ nó giàu đến cỡ này cơ. Là giám đốc luôn. Quả này phải đánh lưới mẻ to. Đừng trách tôi, chỉ tại cô phát hiện ra tôi thôi. Thả tôi ra, tại sao lại bắt tôi? Chuyển tiền cho bọn tôi đi, cô sẽ được thả. Các người định tống tiền tôi à? Thì cô nghĩ bọn này bắt cô về đây để nuôi báo cô à? Đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, thế mà không có nổi vài tỏi để cứu thân mình à? Đừng hòng tống tiền được tôi. Đừng có ngạo mạn, hiếu thắng như thế. Suy nghĩ kỹ đi. Tao chả có gì ngoài thời gian. Là chuyện ba đồng nhỉ? Nó chết à? Còn mày phun hồn thì cút vào trong. Không, anh không được làm hại anh ấy. Anh kia đâu rồi? Ra đây! Mẹ thanh niên bây giờ, giữa thanh niên và Nhật đứng hôn nhau. Ở đây không có, tìm chỗ khác nhá. Cảm ơn anh đã giúp tôi ngụy trang. Chị ơi! Bye.
nhiệt ra thế? Cho chị gọi nước đi. Em còn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với em đây chị ạ. Có một cô gái rất xinh đẹp, tự nhiên cô ấy chạy vào đây, rồi cô ấy đòi hôn em, rồi sau đấy cô ấy trả công em bằng vàng này chị này. Trời ạ, đây là vàng giả mà. Em nhìn xem, bột mạ vàng dính đầy lên tay chị rồi đây này. Vàng giả ạ? Thế nhưng mà cô ấy trả vàng giả cho em làm gì hả chị? Ra đây. Ôi chết, cái ví của em. Em vừa mới cất ví ở trong túi cơ mà. Đâu rồi nhở? Thế thì chị nghĩ cô ta giả vờ hôn em để móc ví của em rồi đó. Thôi chết em rồi. Cái ví của em, em vừa mới nhét tiền lương tháng này vào trong đấy nữa. Bây giờ em phải làm thế nào đây hả chị? Sao mình thấy cái quán nó quen quen nhỉ? Để ra vu à? Nhà chị mới sơn rửa xong nên vẫn còn mới lắm. Hai vợ chồng trẻ mà ở đây thì rất là thoải mái. Với cả dịch vụ tiện ích ở đây cũng đầy đủ lắm. Nên các em cứ yên tâm nhá. Chị ơi, thế giá cả thuê như nào? À, chị cho thuê 12 triệu một tháng. Các em tự chi trả tiền điện nước. Tiền nhà thì đóng 3 tháng một lần. Còn cọc trước cho chị một tháng nhá. Hình như hơi cao chưa nhỉ? Thôi, để bọn em suy nghĩ thêm. Ừ, các em cứ suy nghĩ đi. À chị ơi, chị cho em xem phòng ngủ được không ạ? Ừ, cứ tự nhiên. Em à này, em đã có cách gom tiền để hàng tháng mình trả tiền thuê căn nhà này rồi đấy. Thì bây giờ vợ chồng mình cứ làm theo cái chiêu thức mà bình thường vợ chồng mình vẫn hay làm thôi. Lúc nãy em giả làm cô gái cầu cứu, lừa cái thằng nhân viên quán cà phê. Số tiền đấy của nó ấy, bằng nửa số tiền thuê nhà ở đây rồi đấy. Mà này, công nhận lúc nãy nhá, vợ chồng mình diễn xuất tần thật đấy. Mặt thằng đấy cứ ngu ra, mồm há ra cơ mà. Từ bây giờ nhá, đi đâu làm gì hay là mua sắm gì thì vợ chồng mình cứ dùng cái chiêu thức đấy thôi. Ngày nhá, mà cứ lượn vài vòng qua các quán cà phê, các shop quần áo, kiếm tiền triệu là ít đấy. Em là em thích căn nhà này lắm rồi, không thể nào bỏ lỡ được. Cho nên là đợt tới chăm chỉ hành nghề đi. Nhưng mà này, nhỡ đâu ấy bị phát hiện thì sao? Thì thế em mới đang định bảo anh là hay là bây giờ anh ra mặt đi. Em ra mặt nhiều quá sợ bị lộ, đổi thành anh ra mặt xong rồi mình đổi chiêu thức là ok ngay mà. Thôi được rồi, cứ chốt ấy là cọc cái nhà đã. Để mấy hôm tới anh đi, anh kiếm đủ tiền cọc. Giờ nhìn kỹ mới để ý, cô gái này quen lắm. Hình như ban nãy mình gặp ở quán cà phê. Là lúc mà thằng Long nó kêu mất ví. Chẳng lẽ chính là cô gái Huân Long à? Chị, hai vợ chồng đã bàn bạc tính toán xong chưa? Chị ơi, bọn em chốt cọc căn nhà này rồi. Nhưng mà chị cho em tầm 2 hôm để em kiếm đủ cọc đưa chị nhá. Ừ, thế các em ra ngoài đi, chị làm hợp đồng cho. Dạ vâng ạ. Tính tiền em ơi. Dạ, của anh ấy 70.000 ạ. Ờ, anh cầm mỗi tờ 5 lít thôi. Dạ anh nhá. Dạ vâng anh. Đây, để nút vào túi cho. Mày làm gì đấy? Bỏ tao ra! Tôi bắt được anh, định giở trò lưu manh rồi nhá. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Tao chả làm gì cả. Anh thôi đi. Rõ ràng anh định lấy lại số tiền anh vừa trả cho tôi. Có phải anh chính là đồng bọn của cô gái hôm trước định hôn tôi? Hai người cấu kết lấy ví của tôi có phải không? À, chị Linh, này chị uống nước em dừa hồng không? Để em. Không, chị không uống đâu. Chị đến đây để kể với em một chuyện. Chị có vô tình gặp lại cô gái mà hôm trước em có kể là cô ta có cầu cứu em rồi hôn em một cái.
Chỉ có nghe cô ta kể về một chuyện, cô ta giả vờ cầu cứu rồi lấy ví của một nhân viên quán cà phê. Chị đoán người đấy là em. Em đã nghi ngờ ngay cô ta rồi mà. Hôm đó ấy, cô ta hôn em xong, anh ta đứng ở ngay đằng sau, nhưng mà anh ta lại không phát hiện ra cô gái ấy chị ạ. Chị thấy họ bàn nhau sẽ đến quán một lần nữa. Chỉ có ảnh bọn họ đấy, em xem có đúng không? Đúng là cô ta rồi chị ạ. Em cảm ơn chị đã cho em biết việc này, em sẽ cảnh giác hơn. Tao không biết gì hết, bỏ tôi ra. Anh ơi. Dạ, em chào anh. Em mời anh ngồi ạ. Anh ơi, tôi không có tiền đâu. Tôi chỉ xin anh một cốc nước lọc thôi. Dạ không sao đâu anh. Em mời anh ngồi, để em vào trong em lấy nước cho anh nhá. Em mời anh uống nước, ăn bánh ạ. Anh ơi, tôi làm gì có tiền trả đâu. Tôi chỉ xin anh đúng một cốc nước lọc thôi ạ. Dạ không sao đâu anh. Anh cứ uống đi, hôm nay em mời anh. Anh này, không biết là anh có đang gặp chuyện gì không hả anh? Tôi từ quê lên thành phố xin việc, chẳng may gặp phải bọn lừa đảo. Chúng nó lấy hết tiền, lấy cả hành lý của tôi rồi. Bây giờ tôi chẳng có tiền về quê nữa. Khổ thân anh thật đấy. Chắc là anh mới lên trên thành phố, mà ở trên thành phố này tứ xứ người, phức tạp lắm anh ạ. Nhìn anh hiền lành thế này, chắc là họ muốn lừa anh đấy. Anh ơi, em có một chút ít, em muốn gửi anh, gọi là giúp đỡ anh. Anh cứ cầm lấy anh nhá. Thôi anh ơi, tôi không nhận đâu ạ. Anh cho tôi ăn uống thế này là tôi cảm ơn lắm rồi. Với cả anh làm thuê ở đây thì có được bao nhiêu tiền đâu. Thôi anh cầm đi, tôi không dám nhận đâu ạ. Đấy anh, có gì đâu anh. Em giúp đỡ anh lúc hoàn cảnh thế này là chuyện bình thường thôi mà. Dù sao ấy, em cũng là dân tỉnh lẻ mới lên trên thành phố. Thế cho nên em hiểu hoàn cảnh của anh. Ít nhất ấy, em còn có việc làm, kiếm được đồng ra đồng vào. Anh đừng nóng lại, anh cứ cầm lấy anh nhá. Tôi cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ trả ơn anh ạ. Anh không nhận ra tôi à? Nhận ra anh? Tôi đã từng gặp anh ở đâu rồi à? Anh có nhớ 5 năm trước có một thanh niên đói khát vào quán anh để xin nước lọc không? Nhưng anh đã cho anh ta đồ ăn, rồi còn cho thêm 500k để về quê nữa. Không lẽ nào anh chính là... Đúng, tôi chính là người được anh giúp đỡ đấy. Tôi xin lỗi, suýt chút nữa là tôi là tổn hại đến ân nhân của mình rồi. Tôi giả anh, số tiền hôm trước bọn tôi lấy của anh. Cả đây nữa, coi như là tôi xin lỗi anh. Bao năm qua tôi luôn day dứt vì chưa gặp lại được anh. Thế mà hôm nay tôi... Tôi sẽ chỉ lấy lại cái ví này của tôi và toàn bộ số tiền tôi đã đưa cho anh. Còn những số tiền khác anh cầm lấy đi, tôi không nhận đâu. Còn tôi mong rằng sau ngày hôm nay ấy, anh hãy bỏ mấy cái trò này đi. Tôi mong anh làm người tốt. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi sáng mắt ra. Tôi hứa từ nay tôi không làm điều sai trái nữa. Cảm ơn anh. Sàm sỡ cô, nhìn lại mặt hàng đi, xem mình có đủ xinh đẹp không để người ta vỗ mông và vẩn đi. Này, anh sàm sỡ cô ta thật đấy à? Làm sao đấy, tay anh rõ ràng đang ôm eo em như này thì lấy tay đâu ra để sàm sỡ cô ta. Cũng đúng. Này cô kia,
cô đừng mà đổ oan cho người yêu tôi đấy nhá. Chứ ở đây có mỗi mình anh ta, không anh ta vỡ thì chẳng nhẽ tưởng tượng này nó vỡ à? Này, cô điên nhá, thì về nhà mà điên, thần kinh nó vừa vừa thôi. Đừng tự ảo tưởng, suy tưởng nữa. Và sao? Sao? Thích ở đây nhìn người khác âu yếm à? Này nhá, tôi chịu hết nổi anh rồi nhá. Này nhá, này, biến thái dễ dở phải nữa. Này, ai cho cô đánh người yêu tôi? Này, cô bị thần kinh đấy à? Về nhà mà tự sướng đi. Thằng này không hơi đâu mà vô mông cô đâu. Vớ va vẩn đấy. Này nhá, anh hai lần liên tiếp vô mông tôi, bây giờ còn cái nào? Ở đây chỉ có tôi và anh, cô này với cái thằng tượng này thôi. Chỉ có một mình anh thôi, ai nữa? Này, cô ghen tị chúng tôi yêu nhau, cô cố tình phá đám đúng không? Đủ thích cả hứng, về thôi anh. Còn điên. Còn thần kinh. Em uống nước đi. Ô. Em là để đưa em anh. Chứ không sao anh mới khóa. Mới từ nước ngoài về mà. Đi nước ngoài về có khác. Đúng là gái nước ngoài về trông xinh nhở. Yêu em. Nhưng mà nhìn trông, anh nhìn em trông quen lắm. Hình như đã gặp ở đâu đấy rồi ấy. Này, hay em là cái cô gái hôm trước mà sàm sơ đúng không? Đúng không? Đúng là em rồi. À, thật ra thì em là diễn viên. Hôm trước em có làm thử thách đường phố cho người đi đường. Và anh là người may mắn xuất hiện trong đoạn clip đấy của em. À, nhưng mà thôi. Thôi thôi, em đừng cho anh lên bất kỳ một cái phương tiện truyền thông gì cả. Anh không muốn lên đấy đâu. Kiểu người ta lại nghĩ anh là dê sồm thì chết anh đấy. Ok, nếu như anh không thích thì em sẽ bảo ekip xóa thức phim đấy của anh đi. Tốt quá. Linh thì được cái là vừa giỏi, vừa xinh. Mới du học về mà định mở công ty truyền thông, chuyên làm phim. Cô ta vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang thế này. Thật là món mùi ngon đấy. À, anh quên, không mua tí bia, anh em ngồi lai dai. Đợi em tí nhá, anh chạy xuống ngay. Vâng. Cà phê nhá. Thế đó, Linh có bạn trai chưa? Em mới đi nước ngoài về, vẫn còn đang bận lo sự nghiệp. Em chưa nghĩ tới chuyện đấy ạ. Mà em nghe nói anh là người yêu của My ạ? Bọn anh mới yêu nhau mà. Cũng chưa có gì cả, chưa sâu động lắm. Thế mà em lại nghe My nói là hai người còn sắp cưới nhau cơ đấy. Đâu, anh cũng phải tập trung cho sự nghiệp đã chứ. Với cả bây giờ muốn cưới có phải là cưới được đâu em. Mình phải yêu đúng người. Yêu đúng người thì mới cưới được. Nào Linh, uống đi anh. Thôi em không uống được đâu. Em uống một hai ngụm thôi là em đã say rồi ấy. Mà anh Cường bảo lên công ty một lúc rồi về. Mà sao mãi chưa được về anh nhở? Kệ ông ấy, ông ấy khô như khúc gỗ mà. Suốt ngày chỉ có biết công việc thôi, có biết yêu đương gì đâu. Thế nên giờ ông ấy mê ế chứ. Mà cái My đâu nhở? Cả ngày hôm nay em không thấy mặt mũi nó đâu cả. My đi công tác rồi, mai về cơ. Bảo sao anh Cường anh kêu chán, anh rủ em sang đây chơi. Thế thôi, uống đi. Uống đi, ngại cái gì. Uống một hai ngụm lấy lệ cũng được. Uống cho anh vui, uống với anh cơ mà. Uống đi. Nào. Nhìn cô ấy xinh ngon mơn mởn thế kia. Hay là mình lại dùng chuốc cô ta say, rồi ép lên giường. Đáng không có ai ở nhà. Có ma nào mà biết chuyện này. Sao
Sao thế? Uống nữa đi. Thôi, em không uống được nữa đâu. Hôm nay uống ở nhà anh Cường cơ mà. Ở nhà anh Cường thì cũng phải lo. Thôi, em không uống được nữa đâu. Này Linh ơi. Này, có con mồi non dâng lên tận miệng thế này thì tội gì mà không uống. Giờ thế nửa này chỉ có hai ta. Dừng lại. Anh nghĩ tôi dễ trúng chiêu của anh như thế cơ à? Cô tôi tưởng là cô say, cô ngất đi rồi cơ mà. Anh trai tôi nói không sai, anh không hề yêu tôi thật lòng. Nhờ anh tôi mới tỉnh táo, nhờ chị Linh đây thử lòng anh, vậy thì tôi mới biết bộ mặt thật của anh đấy. Điên, con thần kinh. Bực cả mình. Không phải hắn đâu, chính tôi dùng cái này vỗ mông cô đấy. Cái gì? Hóa ra anh là người sắm ra tôi á? Cô đừng hét lên như thế. Tôi làm vậy có lý do mà. Lý do gì? Người con gái lúc nãy là em gái của tôi, đang quen hắn. Nhưng tôi biết được hắn là một kẻ trăng hoa, tà lưa và rất nhiều cô gái khác ở bên ngoài nữa. Chuyện đấy thì liên quan gì đến tôi? Chính vì tôi biết như thế nên tôi không muốn em gái tôi cưới hắn. Nhưng khi tôi nói chuyện với nó thì nó không tin, rồi bảo tôi hay đa nghi đấy. Tình yêu mà, lúc nào để tin người mình yêu. Tôi lén đi theo chúng nó. Khi cô đi qua, tôi giả vờ vỗ mông cô để xem em gái tôi nó có nghi ngờ thằng yêu nó không. Tôi nghĩ là cô tâm tin đâu. Lúc nãy cô ta còn bênh người ta chẳng chập cơ mà. Chính vì vậy tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc. Điều gì? Tôi sẽ biến cô thành cô gái khác, xinh đẹp, giàu có từ nước ngoài về. Để làm gì chứ? Tôi không thích như thế, tôi thích như này hơn. Tôi sẽ dẫn cô về gặp em rể tương lai của tôi, để xem khi không có em gái tôi nó sẽ giở trò gì với cô. Cô ơi, tôi chịu đấy, tôi không làm đâu. Tôi không biết về vãn người khác. Cô chỉ cần trở nên xinh đẹp thôi, không cần về vãn hắn. Tôi chỉ muốn em gái tôi thấy được bộ mặt thật của thằng đấy thôi. Tôi xin cô đấy. Tôi sẽ trả tiền cho cô. Trả tiền à? Thôi được rồi, coi như tôi làm người tốt, tôi sẽ giúp đỡ anh em anh. Hóa ra là cô lừa tôi à? Này, nói cho là đúng. Ai lừa anh? Là do anh tự chui đầu vào bẫy mà. Cái chuyện này, anh đúng là cái đồ khốn nạn. Tôi đã sai nhưng mà tin lầm anh đấy. Chúng ta chia tay đi, cút ra khỏi nhà tôi. Được, chúng mày được lắm. Khóc đi mà rửa mắt. Sau này chọn đàn ông cho nó đúng vào. Chị tin là em sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình thôi. Em cảm ơn chị ạ. Ơ, hôm nay lại đến book tôi diễn vai gì đấy? Hôm nay tôi đến đây là để trả tiền công cho cô. Và cả bộ vé cũng chưa có mặc nữa. Tôi thấy cô để lại, biết ngay là cố tình mà. Đẹp mà ta. Trời ơi, tôi không hợp mấy kiểu như này đâu. Anh nhìn xem, nghề của tôi là bươn chải ngoài đường mà. Công ty của tôi đang thiếu chức nhân viên quản lý kho. Cô muốn làm không? Tôi sẽ giúp. Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng mà tôi thích tôi như thế này hơn. Xuề xòa thoải mái, thong dong tự tại, vừa làm vừa chơi, ngắm phố ngắm phường. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, không yêu cầu gì thêm cả. Với cả cái váy này tôi không mặc đâu, cả tiền công anh trả cho tôi nữa cũng không cần luôn. Trên đời này tôi ghét nhất là cái bọn phản bội đấy, coi như là tôi giúp thế giới này dọn bớt rác thôi. Thôi tôi đi làm tiếp đây, bye bye.
cô gái kia. Chồng, tự dưng mắt em không nhìn thấy gì cả. Mắt em làm sao thế này? Hay là cuộc phẫu thuật có vấn đề rồi anh? Em nói cái gì cơ? Mắt em không nhìn thấy gì á? Không, em không thể bị mù được. Sau này em đã không được đi ra ngoài rồi. Bây giờ mà còn bị mù nữa thì cuộc sống của em làm gì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Chồng ơi, em mang cơm đến cho anh. Hai người làm gì đấy? Sao lại ôm ấp nhau đi kìa? Đừng có mà vô lễ. Cô ấy là nhân viên mới của đội anh. Anh chỉ là đang quan tâm và chỉ dẫn cho cô ấy quen việc thôi. Chỉ dẫn gì mà ngồi sát sườn sàn vào nhau? Tay lại còn ôm nhau đi kìa. Thôi, em xin phép. Em ra ngoài trước ạ. Cô đứng lại. Tôi phải làm cho rõ chuyện này đã. Bỏ tay ra khỏi người tôi. Mọi người ơi, mọi người lại đây mà xem này. Có kẻ ôm ấp chồng người khác này. Mọi người ơi, mọi người lại đây mà xem này. Mọi người ơi. Tôi đã tốn bao nhiêu tiền để bù mắt cho cô. Thế mà cô định làm tôi bẽ mặt trước công ty à? Cút về nhà này. Cút. Em cứ ra ngoài trước đi nhá. Để anh dạy dỗ con vợ đã. Em xin phép ạ. Cô nên nhớ, tôi là người kiếm tiền nuôi cô đấy. Khốn hồn thì biết điều đi. Yên cho tôi làm việc, nhớ chưa? Nếu không thì đừng có trách. Cô biết cô vừa gây ra chuyện gì không? Cô lên công ty tôi làm loạn, để rồi bây giờ cả công ty đồn ầm lên là tôi cặp kè với Tâm đấy. Cái chuyện này mà đến tay giám đốc thì cô mà chết cả lũ đi biết không? Nhìn anh thân mật với cô ta, em không chịu nổi. Đừng có trách em, mà trách anh không đứng đắn đồng hoàng trước ấy. Cô im đi. Chính vì cái sự đa nghi suy diễn của cô ấy mà bây giờ chuyện nó ra đúng cái này này. Từ nay nhá, tôi cấm cô lên công ty của tôi và không được đi ra ngoài nếu mà không có sự cho phép của tôi, được chưa? Sao lại không cho em ra ngoài? Em sẽ bách bố. Thì em bình tĩnh đã. Chỉ là anh muốn tốt cho em thôi mà. Nhá. Tốt cho em? Tốt cho em hay là tốt cho anh? Như thế để anh có thời gian rảnh rang để đi ra ngoài với cô ta hay gì? Không, ai lại làm như thế? Em nhìn lại mắt em đi. Vừa mới mổ xong, bây giờ cứ đi ra ngoài, đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Chính vì cái sự đa nghi của em ấy, gây thành ra này. Em khóc nhiều quá đúng không? Sưng hết cả mắt rồi đây này. Ôi trời ơi, bảo không chịu nghe cơ. Với lại ấy, bác sĩ cũng dặn dò anh là phải bảo em là đừng có dùng điện thoại nhiều, như thế là ảnh hưởng mắt nhiều lắm ấy. Để anh cất dùng cho nhá. Anh đã không cho em ra ngoài lại còn không cho em dùng điện thoại, như thế khác nào xâm lỏng em? Anh đã bảo rồi, chỉ là anh đang lo cho sức khỏe của em thôi mà. Thôi cố gắng nghe lời anh đi nhá. Chứ bây giờ thì anh phải dùng mất bao nhiêu công sức tiền của để mà chữa mắt cho em. Bây giờ mà em cứ đa nghi như thế thì sau khóc nhiều nó mờ hết mắt đấy. Nhá. Thôi cứ yên tâm. Anh thề là anh sẽ không để em phải suy nghĩ nhiều nữa đâu. Nhá. Alo bố à? Vợ con vừa mới mổ mắt xong. Bác sĩ dặn là không được dùng điện thoại nhiều. Nên có gì bố cứ nói với con, sau con sẽ bảo với cô ấy sau. Bố nhá. À vâng vâng, con chào bố ạ. Anh Tuấn, anh khóa cửa phòng ngủ à? Mở ra cho em đi. Em cứ ở trong đấy mà nghỉ ngơi cho khỏe lại đi nhá. Không cần phải làm gì hết. Không được, em còn phải đi chợ, nấu cơm, rồi còn việc nhà phải làm nữa. Cái việc đấy em không cần phải làm. Lúc nào có đồ ăn thì anh sẽ ship đến cho em nhá, yên tâm. Anh mở cửa cho em đi, em xin anh đấy. Không mở gì hết nhá. Cứ ngoan ngoãn ở trong đấy.
Anh đi làm đây. Anh Tuấn, thả em ra. Thế này thì khác gì là nhà tù giam lỏng đâu cơ chứ. Anh Tuấn. Thấy chưa, anh đã bảo rồi, em ở nhà em cũng bị mù, huống chi là đi ra ngoài. Anh ơi, hay là anh cho em đến bệnh viện đi, cho em khám lại xem thế nào đi anh. Thôi, bệnh viện gì tốn tiền nhá, phí công phí sức. Bây giờ em bị mù rồi thì cam chịu đi nhá, không còn cách nào khác nữa đâu. Không, em không để bị mù nữa đâu. Chế nhá, mù phải có ý thức chứ, cản hết được anh ạ. Em không chịu đâu. Em phải sống thế này đến bao giờ nữa? Lúc nào cũng phải lén lút. Hay là thôi, anh công khai đi. Nó bị mù mà, nó có biết cái gì đâu. Bây giờ mà anh bỏ nó mà đến với em ấy, nhất định là ông già nó không tha cho anh đâu. Em thừa biết rồi đấy, ông già nó có tiếng trong giới làm ăn mà. Bây giờ ông ta chỉ cần nói một tiếng thôi là anh sạt nghiệp luôn. Nhưng mà em khó chịu lắm, chẳng bao giờ được cầm tay anh công khai cả. Thôi ngoan đi anh thương nhá, cố chờ anh thêm khoảng độ 1-2 tuần nữa thôi, anh sẽ tranh thủ bòn rút thêm một chút tiền của cô ta. Thậm chí nhá, anh sẽ sang tên một vài cổ phiếu của cô ta sang cho anh. Đến lúc đấy rồi anh đẩy tiền anh lo được cho em nhá. Cố chịu đâu. Thôi kìa, với lại bọn mình cứ sống với nhau thế này cũng vui mà, nó có nhìn thấy đâu mà sợ nhá. Thôi được rồi, nhưng mà anh nhớ là phải bù đắp cho em ấy nhá. Ừ, biết rồi, thế bây giờ chiều anh nhá. Ừ. Dừng lại. Cạnh cô ta đi, cô ta bị ngủ có nhìn gì đâu nhá. Anh nghĩ tôi mù thật đấy à? Hắn khóa cửa, cất chìa khóa, giấu hết điện thoại trong nhà đi. Mình không thể nào liên hệ ra bên ngoài để kêu cứu được. Phải làm sao đây? Rõ là bực, lúc nào cũng phải ở chung nhà với cái con mù này. Tự dưng đói đấy nhỉ? Phải kiếm cái gì ăn mới được. Cũng may vừa liếc được mật khẩu điện thoại của cô ta. Phải gọi điện cho bố giải cứu mình ngay mới được. Alo, bố ạ. Con Linh đây. Bố ơi, bố đến cứu con với. Con bị chồng con nhốt ở trong nhà rồi. Cô dám lừa tôi, dám mù à? Cũng nhờ cô ta hứa anh bấm điện thoại trước mặt tôi nên tôi đã biết được mật khẩu rồi gọi cho bố tôi và báo công an rồi. Công an á? Đúng. Tội giam lỏng người khác cũng không nhẹ đâu. Em ơi, chỉ là anh muốn tốt cho em thôi mà, chứ anh không có ý gì khác đâu. Anh sợ em bị mù trở lại, thế nên là anh mới... Em... Đừng cố tỏ ra mình cao thượng nữa. Những hành động của hai người vừa qua tôi đã nhìn rất rõ. Hai người làm gì đấy? Sao lại ôm ấp nhau đi kia? Đừng có mà vô lễ. Cô ấy là nhân viên mới của đội anh. Anh chỉ là đang quan tâm và chỉ dẫn cho cô ấy quen việc thôi. Chỉ dẫn gì mà ngồi sát sườn sàn vào nhau? Tay lại còn ôm nhau đi kia. Thôi, em xin phép. Em ra ngoài trước ạ. Cô đừng lại. Tôi phải làm cho rõ chuyện này đã. Bỏ tay ra khỏi người tôi. Anh đã bảo rồi, em ở nhà em cũng bị mù, huống chi là đi ra ngoài. Anh ơi, hay là anh cho em đến bệnh viện đi, cho em khám lại xem thế nào đi anh. Thôi, bệnh viện gì tốn tiền nhá, phí công phí sức. Bây giờ em bị mù rồi thì cam chịu đi nhá, không còn cách nào khác nữa đâu. Không, em không thể bị mù nữa đâu. Thì chế nhá, mù phải có ý thức chứ, cản hết được anh ạ. Và
Và tôi cũng đã nhanh tay gửi toàn bộ clip và hình ảnh tình tứ của anh ấy cho bố tôi rồi. Em sao em lưu video em gì? Thì em lưu để làm kỷ niệm thôi chứ ai mà biết. Bố tôi đang trên đường đến rồi đây. Hai người không thể giam lỏng tôi mãi được đâu. Chuẩn bị mà trả giá cho những hành động của mình đi. Em ơi. Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để cho cô ta hống hách như thế à? Còn làm sao nữa? Đang đấu với cái đầu tôi này, nói ý tôi. Lần này thì còn lâu mới bắt được tao nhá. Linh à, anh hỏi này, em giấu tiền trong thùng gạo đây à? Giấu tiền nào? Em biết làm sao được? Em để tiền trong thùng gạo làm cái gì? Thôi xong rồi, hay là mẹ giấu hả anh? Thôi nhá. Tiền mẹ thật à? Con thấy trong thùng gạo đấy. Thì mẹ cần tiền nên mẹ phải cất vào đấy con ạ. Mẹ cần tiền làm gì? Mẹ lại giấu mang cho chị đúng không? Chị lại gọi điện ỉ ôi mẹ à? Thì mẹ thấy chị gái mẹ khổ quá nên mẹ mới giấu tiền mang sang cho nó. Khổ cái gì? Chị có nuôi được mẹ ngày nào không? À? Chị đi lấy chồng rồi thì để chồng chị lo cho chị, chứ không phải suốt ngày ỉ ôi mẹ xin tiền như thế này được. Đấy là chị gái của mày đấy. Mày đã không giúp đỡ được tí gì thì thôi, giờ mày còn nói với tao bằng cái giọng ấy à? Giúp thì giúp theo kiểu khác chứ không phải là kiểu này. Đây là tiền vợ chồng con đưa cho mẹ để tiêu vặt, chứ không phải là để mẹ đưa cho chị ấy. Nói chung tốt nhất từ sau ấy, mày đừng làm thế này nữa. Đừng để con mất mặt với Linh. Này, tiền vợ chồng mày cho tao thì bây giờ nó thuộc quyền của tao. Tao muốn làm gì là việc của tao, giờ mày còn định quản à? Nếu làm gì là việc của mẹ thì tốt nhất từ giờ mẹ chuyển về ở cùng với chị ý để cho hai mẹ con gần gũi với nhau. Mày giỏi chứ đấy. Bây giờ mày dám đuổi cả mẹ đẻ của mày à? À, được. Từ bây giờ tao không mang tiền ra đấy là được cái gì? Con chẳng đuổi, nhưng mẹ đừng làm thế nữa. Từ ngày vợ chồng mà nó phát hiện ra cái quỹ đen mình giấu trong thùng gạo là bọn nó trả cho mình tiền tiêu vặt nữa. Thôi thì đành chôm chỉa như này thôi. Giấu ở đâu mà nó không phát hiện bây giờ nhỉ? Mà còn phải tiện mình lấy nữa chứ. À, chậu nhà đam mới mua. Mẹ này, làm cái gì mà cứ tủm tả tủm tỉm nãy giờ vậy? Mẹ đang vui mấy chậu nha đam mẹ chồng nó lên thì tốt quá con ạ. Này, hôm nào lại mua cho mẹ thêm mấy chậu đấy nhá. Nhất trí. Sao mẹ chồng khéo tay phết nhở? Xanh mơn mởn này, có khi mai còn lấy con đắp mặt nạ được đấy. Này mẹ cấm đấy nhá. Mua về để mẹ chồng mới tự tiện lấy à? Con muốn lấy cái cành nào thì phải chính tay mẹ lấy chứ, không động vào nó đấy. Thì con trêu vậy chứ con lấy làm cái gì? Dọn cơm con đói quá. Chờ mẹ nhá. Mẹ vừa đi đâu về đấy? Lúc này con thấy mẹ cắt đống nhà đam mang đi đâu ấy? Mang chị gái mày là mang đi đâu? Mang cho bà ấy làm gì? Thôi hai cái thằng này buồn cười nhỉ? Tao mang cho nó đắp mặt. Rồi, bà có thiếu gì mỹ phẩm đâu mà đắp với chật mặt. Nhà đam mẹ chồng vừa tươi vừa sạch, không có bón thuốc gì cả. Sao nó đắp lên mặt nó thì tốt quá à? Để nó héo đi hỏng. Cái bà suốt ngày hành,
không đòi đến cái này, đòi đến cái nọ, đòi hết tiền rồi bây giờ còn hành cả cái này nữa. Này, liên quan gì đến mày? Thắc mắc vớ vẩn, cấm sờ vào nhà đàn đi nhá. Alo. Nào nào, mai vẫn triển khai chứ nhỉ? Rồi cương chọn cái nhà hàng nào nó sang nhất, xịn nhất, mịn nhất. Cứ hoành tráng vào. Dĩ nhiên tôi trả tiền được chưa? Ok. Chốt. Tôi tòi cơm rồi. Bây giờ cả gia tài của mình có 2 lít mới thó từ hôm trước. Này thì cũng mà vỡ mồm. Ôi, em này. Anh bảo thì em cứ ngồi ngay ngắn đã, thở đi đã. Rồi anh có chuyện muốn nói. Sao tự nhiên giọng lại ngọt nhạt thế? Lại định xin xỏ gì đúng không? Chuyện là thế này. Gia đình chị anh đang gặp chút khó khăn về kinh tế. Cái vấn đề kinh doanh của bà ấy đang gặp bất lợi. Hay là vợ chồng mình chung tay vào giúp đỡ bà ấy nhá. Nếu như chị anh thực sự khó khăn, thế tại sao chị ấy không đến đây nói chuyện đàng hoàng với em, mà lại phải nói chuyện với anh làm gì? Mà lần trước mẹ giấu tiền vào trong thùng gạo cho chị ấy, em biết thừa đấy, em chưa thèm nói đâu. Mẹ giấu mấy cái đồng bạc lẻ thế mà em cũng có cái vấn đề gì đâu. Nhưng mà chuyện lần này của chị anh là thật. Chẳng qua là chị anh điện trước cho anh, chứ bây giờ anh phải nói qua với em thì chị anh mới nhờ em được chứ. Mấy tháng nay anh có đi làm đâu mà có tiền. Đấy, anh không đi làm, một mình em phải đi làm kiếm tiền nuôi cái gia đình này, lấy được ra tiền mà cho chị anh nữa. Mà ngày trước vợ chồng mình cần vay tiền để mua nhà, chị ấy có bọn có giúp đâu. Cười nhỉ. Tính toán làm gì mấy cái chuyện xưa cũ như thế. Đấy là chị ruột anh, anh em như thể tay chân. Cái chuyện đấy mẹ em tính toán. Thôi rồi, bây giờ như thế này, coi như là anh vay em đi, rồi khi nào anh đi làm anh có tiền anh trả lại cho em là được cái gì. Khi nào là đến bao giờ? Từ cái lúc mà anh bảo anh đi làm cho đến bây giờ là mấy tháng trời rồi, mà bây giờ anh vẫn ngồi đây đấy thôi. Em nói thế là ý gì? Ý em nói là anh ăn bám à? Nói thẳng toẹt ra thế đi. Chẳng qua là thằng này chưa muốn ra ngoài. Không phải, thằng này chưa tìm được. Cũng không phải, thằng này đang muốn tìm cái công việc nó tốt hơn rồi. Làm như mấy cái đồng bạc to, đừng suy nghĩ mấy cái đồng lương bạc lẻ đấy lên mặt dạy đời. Nào thu hoạch thôi. Ôi. Biết hết rồi. Mày biết gì? Mẹ giấu tiền trong cây nha đam. Ê, cao tay thật đấy. Đình. Cái mồm, vợ mình nghe thấy chứ sao? Chỉ con bé mồm rồi mà. Mẹ yên tâm, vợ con đi làm rồi. Mà này, mẹ lấy đâu ra lắm tiền mà giấu thế? Con là dạo này con nghe nói vợ con là mất hơi lắm tiền đấy nhá. À kìa. Này, cầm lấy tiền này đi mà ăn sáng cà phê. Cấm bếp xét với vợ vậy đấy nhá. Mẹ đưa con 100.000 để bịt miệng con á. Mẹ buồn cười thật đấy. 100.000 ít nhất ra ấy thì có 2 chậu nha đam. Con 1 chậu,
mẹ 100. Thằng này, mày phải con đẻ tao đấy, mày dám tống tiền mẹ mày cả. Rồi mẹ nói là tống tiền, đây là mình giao dịch với nhau, mẹ hiểu không? Như thế là quá hợp lý rồi. Không biết lúc Linh vợ con mà biết được mẹ lại lấy tiền để cho chị gái chồng. Mẹ chết mẹ ạ. Sao mẹ buồn cười thật đấy. Chị gái con là con của mẹ, con cũng là con trai của mẹ. Bây giờ mẹ cho chị gái con mà mẹ không cho con, thế là hơi vô lý đấy nhá. Vô lý cái gì? Vợ mày đi làm kiếm được nhiều tiền, lo cho mày hết. Thì mẹ việc gì phải lo cho mày? Còn chị mày không công ăn việc làm, chỉ ở nhà nội trợ, thì mẹ phải làm chuyện này chứ. Chị, con nói rồi, con một chồng, mẹ một chồng. Thế được rồi, mỗi người một chậu. Cấm nói với vợ mày đi nhá. Mẹ yên tâm, con giữ bí mật tuyệt đối luôn. Đấy, bây giờ chia luôn nhá. Mẹ chậu này, con chậu này, không xâm phạm đến ai nhá. Bảy ứ này. Con, sao mày ghét toàn lên thế? Chúng hai cái chỗ nhà làm đâu rồi? Chết rồi. Sáng, sáng mẹ đi chợ, mẹ tưới cây nó vẫn còn đây, sao bây giờ đâu mất rồi? Mẹ bên tìm cái gì đấy hả? Có cần có giúp không? Con ơi, hai cái chỗ nhà đam mẹ chồng để đây đâu rồi con? À, con vứt đi rồi. Một thứ. Tại con thấy nhà đam héo queo quát rồi, mà chậu thì sắp vỡ nữa, nên có tiện tay con vứt đi luôn rồi. Em vứt ở đâu? Em vứt ngoài bãi rác. Rồi ngày mai con ra chợ con mua cho cái chậu to hơn, mẹ đành thoải mái mà chồng. Rồi con ơi, con đi tìm ngay hai cái chậu nha đam về cho mẹ. Mẹ chỉ cần đúng hai cái chậu thôi, không cần chậu khác đâu. Nhưng mà con sợ xe rác người ta chở đi ra bãi rác mất rồi. Bây giờ mà tìm á, phải ra tận bãi rác to tìm cơ, mà khó tìm lắm. Thôi có gì mai con ra chợ con mua cho. Linh ơi là Linh, xin em đấy. Thứ cần vứt thì em không vứt, thứ không cần thì em đi vứt này. Chồng nha đam kiểu gì mà héo rũ cả ra thế này, vẫn để đấy được, ra chịu tưới tắm gì cả. À, bảo sao mấy hôm nay cứ thấy hai mẹ con ra chỗ chậu nha đam hí hoáy gì đó, thi thoảng lại thấy mình mất tiền. Hóa ra là tiền của mình lạc trôi vào trong mấy cọng nha đam này. Được rồi, hai mẹ con nhà anh thích diễn thì tôi diễn cùng luôn. Sao có mỗi cái chậu cây nha đam thôi mà hai người có vẻ lo lắng đấy? À, hai người giấu cái gì trong đấy đúng không ạ? Đâu, có giấu gì đâu, chỉ là anh tiếp ngay cái chậu nha đam thôi, em cứ đa nghi. Em đùa thôi. À, tiện đây thì con cũng muốn thông báo luôn là từ ngày mai con sẽ xin nghỉ việc để ở nhà lo nội trợ. Chứ con nhìn thấy mẹ ở nhà lo toan gia đình một mình con xót ruột lắm. Em ở nhà thì ai là người nuôi cái gia đình này? Anh đã xin được việc làm tử tế đâu? Thì anh cũng kiếm việc dần đi chứ ở nhà mãi thế à? Em cũng phải cái máy in tiền đâu, em cũng biết mệt, em cũng cần nghỉ ngơi chứ. Từ bây giờ anh hãy trở thành trụ cột của cái nhà đấy đi. Này, con mau chở mẹ ra bãi rác tìm đi, may ra còn kịp. Tìm được. Chứ nó bảo bãi rác to nó còn gì, đi nhanh lên.